Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19. Sao-lơ bàn tính cùng Jonathan, con trai mình, và các tôi tớ để giết David. Nhưng Jonathan, con trai của Sao-lơ, rất thương yêu David, cho người hay và nói rằng: Sao-lơ cha tôi tìm giết anh. Vậy sáng ngày mai hãy cẩn thận, ở nơi khuất kín và ẩn mình đi. Tôi sẽ đi ra, đứng gần bên cha tôi nơi ruộng mà anh sẽ ẩn, và nói về anh cùng cha tôi, thử xem người nói thế nào, rồi sẽ cho anh biết. Vậy Jonathan nói binh David cùng Sao-lơ cha mình mà rằng: Xin vua chớ phạm tội cùng David tôi tớ vua, vì người không có phạm tội cùng vua mà lại có giúp công việc lớn lao cho vua nữa. Người đã liều mạng mình mà giết người Philistin kia, nên Đức Giê-hô-va vì cớ người có làm sự giải cứu lớn cho cả Israel. Vua có thấy và mừng rỡ điều đó, nhưng sao lại toan phạm tội cùng huyết vô tội mà giết David vô lý? Sao-lơ lắng tai nghe lời Jonathan nói, bèn thề rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, David sẽ chẳng chết. Bây giờ Jonathan gọi David, thuật các lời ấy cho người, đoạn dẫn David đến gần Sao-lơ, và David hầu việc Sao-lơ như trước. Sự tranh chiến cứ liên tiếp luôn luôn. David đi ra đánh dân Philistin, làm cho chúng nó bị thua chạy trốn. Nhưng ác thần bởi Đức Giê-hô-va khiến nhập vào Sao-lơ lúc người ngồi trong điện, cầm cây giáo nơi tay, còn David gãy đàn. Sao-lơ muốn lấy giáo đâm David dính vào vách, nhưng David tránh khỏi. Giáo của Sao-lơ găm trong vách. David trốn và được thoát khỏi buổi tối đó. Sao-lơ sai người đi đến nhà David đặng canh giữ người, để sáng ngày giết người đi. Song Mi-canh vợ David cho người hay và nói rằng: Nếu đêm nay chàng không trốn khỏi thì sáng mai chàng sẽ bị giết. Mi-canh thòng David xuống nơi cửa sổ, người trốn và thoát khỏi. Kế ấy, Mi-canh lấy tượng Theraphim mà để lên giường, dùng tấm nệm bằng lông dê bọc đầu nó, rồi bao phủ cái mình nó bằng một cái áo tơi. Khi Sao-lơ sai người đến bắt David thì nàng nói rằng: Chàng đau. Sao-lơ lại sai người đến thăm David mà truyền chúng rằng: Hãy đem hắn ở trên giường đến cùng ta, hầu cho ta giết hắn đi. Vậy những kẻ sai đi đến đó, thấy tượng Theraphim ở trên giường, có một tấm nệm bằng lông dê ở nơi đầu nó. Sao-lơ nói với Mi-canh rằng: Sao ngươi gạt ta như vậy, làm cho kẻ thù nghịch ta trốn khỏi đi? Mi-canh thưa cùng Sao-lơ rằng: Người có bảo tôi, hãy để cho ta đi, bằng không ta sẽ giết mày. Vậy David trốn và thoát khỏi, đi đến nhà Samuel tại Rama, rồi thuật cho người mọi điều Sao-lơ đã làm cho mình. Đoạn người và Samuel đi ở tại Na-giốt. Có người thuật lại điều đó cho Sao-lơ mà rằng: Kìa, David ở tại Na-giốt trong Rama. Sao-lơ sai người đi bắt David. Nhưng khi chúng thấy một đám tiên tri đang nói tiên tri, và Samuel đứng đầu những người ấy, thì thần của Đức Chúa Trời cảm động họ, họ cũng khởi nói tiên tri. Người ta cho Sao-lơ hay, người bèn sai những người khác, họ cũng nói tiên tri như các kẻ khác. Sao-lơ lại sai người đi lần thứ ba, đến phiên họ cũng nói tiên tri. Bây giờ Sao-lơ thân hành đến Rama, tới nơi giếng chứa nước lớn của Sê-cu, người hỏi rằng: Samuel và David ở đâu? Người ta thưa rằng: Hai người ở Na-giốt trong Rama. Vậy người đi đến Na-giốt trong Rama. Thần của Đức Chúa Trời cảm động đến phiên người, người cứ đi dọc đường nói tiên tri cho đến khi tới Na-giốt trong Rama. Người cũng lột áo mình, nói tiên tri trước mặt Samuel,
rồi ở trần như vậy, nằm dưới đất trọn ngày và đêm đó. Bởi cớ ấy, có câu tục ngữ rằng, sao lơ, há cũng vào hàng các tiên tri sao? Chương 20. David trốn khỏi Na-dốt trong Rama, đến cùng Jonathan mà nói rằng, tôi đã làm chi? Tội ác tôi là gì? Tôi đã phạm tội chi cùng cha anh mà người toan hại mạng sống tôi? Jonathan đáp cùng người rằng, chẳng phải thế, anh không chết đâu. Cha tôi chẳng làm một sự gì, bất luận lớn hay nhỏ, mà chẳng nói trước với tôi. Vậy, nhưng sao cha tôi giấu sự này với tôi? Điều đó chẳng thể được. Nhưng David lại thề nguyền mà rằng, cha anh biết rõ rằng tôi được ơn trước mặt anh, nên có nói rằng, chớ nên cho Jonathan biết gì, kẻo nó phải lo buồn chăng. Song ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của anh mà thề rằng, chỉ còn một bước cách tôi và sự chết mà thôi. Jonathan đáp cùng David rằng, hễ anh muốn tôi làm điều gì, thì ta sẽ làm cho anh. David tiếp rằng, mai là ngày mùng 1, tôi phải đi ngồi ăn chung bàn với vua. Hãy để cho tôi đi trốn trong đồng bằng cho đến chiều ngày thứ ba. Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt, thì hãy nói cùng người rằng, David có nài xin tôi cho nó đi về Bethlehem, quê hương nó, vì đó cả nhà nó dân của lễ hàng năm. Nếu người đáp, tốt, thì kẻ tôi tới anh sẽ được bình yên. Còn nếu người nổi giận, thì hãy biết rằng người định ý hại tôi. Vậy, hãy tỏ lòng nhân từ cho kẻ tôi tớ anh, bởi vì anh đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà kết ước cùng kẻ tôi tớ anh. Song phần tôi, ví có tội gì, xin chính anh hãy giết tôi đi. Cớ sao anh lại dẫn tôi đến cha anh? Jonathan đáp lại rằng, chớ có nghĩ như vậy. Trái lại, nếu tôi biết thật cha tôi định ý hại anh, dễ nào tôi chẳng cho anh hay. David đáp cùng Jonathan rằng, nhưng nếu cha anh dùng lời nghiêm khắc đáp cùng anh, thì ai sẽ cho tôi hay? Jonathan đáp cùng David rằng, hè, chúng ta hãy ra ngoài đồng. Cả hai đều đi ra ngoài đồng. Jonathan nói cùng David rằng, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel làm chứng, ngày mai hay là ngày mốt tại giờ này, tôi sẽ dò ý cha tôi. Nếu thấy chẳng có điều chi nên sợ cho anh, thì tôi không sai người nào đến cho anh hay biết. Còn nếu cha tôi quyết lòng làm hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, biểu anh đi, và anh sẽ đi bình yên. Bằng chẳng, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Jonathan cách nặng nề. Cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng anh như Ngài đã ở cùng cha tôi. Và ngày sau, nếu tôi còn sống, có phải anh sẽ lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đãi tôi chăng? Nhưng nếu tôi chết, dẫu khi Đức Giê-hô-va diệt hết thảy kẻ thù nghịch của David khỏi mặt đất cho đến cùng, thì cũng chớ cất ơn thương nhà tôi đến đời đời. Như vậy, Jonathan kết giao ước cùng nhà David mà rằng, Đức Giê-hô-va sẽ báo thù những thù nghịch của David. Jonathan thương yêu David như mạng sống mình vậy, nên khiến David lại thề nữa. Jonathan tiếp rằng, mai là ngày mùng 1, sự vắng mặt anh người ta ắt sẽ thấy, vì chỗ anh sẽ trống. Ngày mốt chớ quên đi xuống mau đến nơi anh đã ở ngày trước, là ngày định làm việc, và anh sẽ đợi gần bên hòn đá Ê-xê. Tôi sẽ bắn 3 mũi tên về phía hòn đá đó, dường như tôi bắn vào một cái bia. Đoạn, tôi sẽ sai tôi tớ tôi và bảo nó rằng, hãy đi lượm các mũi tên. Nếu tôi nói với nó rằng, kìa, các mũi tên ở bên này mày, hãy lượm lấy đi. Bây giờ anh hãy đến. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, mọi việc đều bình an cho anh, chẳng có gì nên sợ hết. Nhưng, nếu tôi nói cùng đứa trẻ rằng, kìa, các mũi tên ở bên kia mày. Bây giờ anh khá đi, vì Đức Giê-hô-va khiến anh đi.
Còn về lời chúng ta đã nói nhau, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa anh và tôi đến đời đời. Vậy, David ẩn trong đồng. Khi đến ngày mùng 1, vua ngồi bàn đặng ăn bữa, người ngồi nơi chỗ thường ngồi ở gần bên vách. Jonathan đứng dậy và Abner ngồi bên Saul, còn chỗ của David thì bỏ không. Ngày đó, Saul chẳng nói chi hết vì tưởng rằng có sự rủi ro đã xảy đến cho hắn rồi. Chắc hẳn hắn không sạch, đã phải sự gì ô uế rồi. Song ngày sau là ngày mùng 2, chỗ của David lại bỏ không nữa. Saul nói cùng Jonathan con trai mình rằng, cớ sao con trai của Isai không đến dự ăn bữa hôm qua và ngày nay? Jonathan thưa cùng Saul rằng, David có nài xin phép tôi đi đến Bethlehem mà rằng, xin để tôi đi, vì nhà chúng tôi có một sự tế tự trong thành mà anh tôi đã dặn tôi phải đi đến. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt người, xin cho phép tôi lập tức đi đến đó đặng thăm các anh tôi. Ấy bởi cớ đó người không đến ngồi bàn. Bây giờ Saul nổi giận cùng Jonathan mà rằng, ớ con trai gian tà và bội nghịch kia, ta biết mày có kết bạn cùng con trai của Isai. Đáng hổ nhục cho mày và đáng hổ nhục cho mẹ đã đẻ mày thay. Thật, hễ con trai Isai sống lâu trên mặt đất chừng nào, thì mày và nước mày chẳng vững bền chừng nấy. Vậy bây giờ, hãy sai đi kiếm nó, dẫn nó về cho ta, vì nó phải chết hẳn. Jonathan thưa cùng Saul cha mình rằng, cớ sao giết nó đi, nó có làm điều gì? Saul phóng cây giáo đặng đâm người. Jonathan bèn nhìn biết cha mình đã nhất định giết David. Jonathan bèn trỗi dậy khỏi bàn, tức giận lắm, và trong ngày mùng 2 chẳng ăn gì hết, lấy làm buồn bực về David vì cha mình đã sỉ nhục người. Qua ngày sau, Jonathan đi ra ngoài đồng tại nơi đã hẹn cùng David. Có một đứa tôi tớ trẻ theo người. Người nói cùng nó rằng, hãy chạy lượm những tên ta sẽ bắn. Kẻ tôi tớ chạy, Jonathan bắn một mũi tên qua khỏi nó. Khi kẻ tôi tớ đi đến nơi có tên Jonathan đã bắn, thì Jonathan la lên rằng, tên há chẳng ở bên kia mày sao? Jonathan lại kêu kẻ tôi tớ rằng, hãy đi mau, chớ dừng lại. Kẻ tôi tớ lượm mũi tên, rồi trở lại cùng chủ mình. Vả, tôi tớ chẳng biết chi cả, song David và Jonathan hiểu biết điều đó là gì. Jonathan trao binh khí cho tôi tớ mình và bảo rằng, hãy đi, đem nó về trong thành. Khi tôi tớ đã đi rồi, David trỗi dậy từ phía nam, sấp mình xuống đất và lại ba lần. Đoạn hai người ôm nhau và khóc. David khóc nhiều hơn. Jonathan nói cùng David rằng, anh hãy đi bình an. Chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề cùng nhau rằng, Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời. Vậy David trỗi dậy và đi, còn Jonathan trở vào trong thành. Chương 21. David đến Nob gặp thầy tế lễ Ahimelech. Ahimelech run sợ chạy đến đón người mà hỏi rằng, nhưng sao ông có một mình, chẳng ai theo hết vậy? David đáp cùng thầy tế lễ Ahimelech rằng, vua có sai tôi một việc và dặn rằng, chớ cho ai biết gì hết về việc ta sai ngươi làm, cũng đừng cho ai biết lệnh ta truyền cho ngươi. Ta đã chỉ định cho các tôi tớ ta một nơi hò hẹn. Bây giờ thầy có chi trong tay? Hãy trao cho ta 5 ổ bánh hay là vật gì thầy có thế tìm được. Thầy tế lễ đáp cùng David rằng, trong tay ta không có bánh thường, chỉ có bánh thánh mà thôi, miễn là các tôi tớ ông không có đến gần đàn bà. David đáp cùng thầy tế lễ rằng, từ khi ta đi ra vài 3 ngày rồi, chúng tôi không có lại gần một người nữ nào hết. Các bạn tôi cũng thanh sạch. Còn nếu công việc tôi không thánh,
thì ngày nay há chẳng nhờ kẻ làm thánh nó mà được thánh sao? Vậy thầy tế lễ trao bánh thánh cho người, vì ở đó chẳng có bánh chi khác hơn bánh trần thiết mà người ta đã cất khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng thế bánh mới cùng trong một lúc ấy. Cũng trong ngày ấy, có một tôi tớ của Sao-lơ ở đó bị cầm lại tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Người tên là Đô-e, dân Ê-đôm, làm đầu các kẻ chăn chiên của Sao-lơ. David nói cùng Ahimelech rằng: dưới tay thầy đây, há chẳng có một cây giáo hay là một cây gươm sao? Ta không có đem theo gươm hay là binh khí gì, vì lệnh vua lấy làm gấp rút. Thầy tế lễ đáp rằng: đây có cây gươm của Goliath người Philistin mà ông đã giết trong trũng Ela. Nó bọc trong một miếng nỉ để sau ephod. Nếu ông muốn lấy thì hãy lấy đi, vì ở đây chẳng có gươm nào khác. David đáp rằng: chẳng có gươm nào bằng, hãy trao cho ta. Bây giờ David trỗi dậy, ngày đó trốn xa khỏi Sao-lơ mà đi đến cùng Akish vua Gát. Các tôi tớ của Akish hỏi rằng: có phải đó là David vua của xứ ấy chăng? Há chẳng phải về người này mà bọn nữ có nói trong khi múa hát rằng: Sao-lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. David để các lời này vào trong lòng mình và rất sợ Akish vua Gát. Người giả đò điên cuồng trước mặt chúng và làm bộ dại khờ giữa họ. Người vẽ gạch dấu trên cửa và để nước miếng chảy trên râu mình. Akish nói cùng tôi tớ mình rằng: kìa, các ngươi thấy người đó điên cuồng, cớ sao các ngươi dẫn nó đến ta? Nơi ta há thiếu kẻ điên sao, nên các ngươi phải dẫn kẻ này đến ta, đặng nó bày sự kỳ cục trước mặt ta. Một người như vậy chẳng nên vào nhà ta. Chương 22. Đức Chúa Giê-xu lại phán ví dụ cùng chúng nữa rằng: nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: hãy nói với người được mời như vậy: này, ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình. Kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán. Còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua mắng chửi và giết đi. Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: tiệc cưới đã dọn xong rồi, song những người được mời không xứng dự tiệc đó. Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hãy gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Bởi vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Bây giờ người Pha-ri-si đi ra bàn luận với nhau để kiếm cách bắt lỗi Đức Chúa Giê-xu về lời nói. Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng ngài rằng: lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai, vì thầy không xem bề ngoài của người ta. Vậy, xin thầy nói cho chúng tôi, thầy nghĩ thế nào? Có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Đức Chúa Giê-xu biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho ngài một denier. Ngài bèn phán rằng: hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: của Caesar. Ngài bèn phán rằng: vậy hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar, và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Họ nghe lời ấy đều bỡ ngỡ, liền bỏ ngài mà đi. Trong ngày đó, có người Sadducee là kẻ nói rằng không có sự sống lại đến gần ngài mà hỏi rằng: thưa thầy, Môi-se có nói
Nếu người nào chết mà không có con, thì em sẽ lấy vợ quá anh để nối dòng cho anh. Và trong chúng tôi có 7 anh em. Người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em. Người thứ 2, thứ 3, cho đến thứ 7 cũng vậy. Rốt lại người đàn bà cũng chết. Vậy, lúc sống lại, đàn bà đó sẽ làm vợ ai trong 7 người? Vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ. Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi lầm vì không hiểu Kinh Thánh và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thế nào. Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ cũng không lấy chồng. Song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. Các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Chúng nghe lời ấy thì lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài. Người Pharisee nghe nói Đức Chúa Giê-xu đã làm cho bọn Sa-đu-xê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài. Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Khi người Pharisee nhóm nhau lại thì Đức Chúa Giê-xu hỏi họ rằng, về Đấng Christ các ngươi nghĩ thế nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng, con vua David. Ngài đáp rằng, vậy vì cớ nào vua David được Đức Thánh Linh cảm động gọi Đấng Christ là Chúa mà rằng, Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi. Vậy, nếu vua David xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thế nào? Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó chẳng ai dám hỏi Ngài nữa. Thi Thiên 77. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phát tiếng hướng cùng Đức Chúa Trời, Ngài ắt sẽ lắng tai nghe. Trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa, ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi. Linh hồn tôi không chịu an ủi, tôi nhớ đến Đức Chúa Trời bèn bồn chồn, than thở và thần linh tôi sờn mỏi. Chúa giữ mí mắt tôi mở ra, tôi bị bối rối không nói được. Tôi suy nghĩ về ngày xưa, về các năm đã qua. Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi suy gẫm trong lòng tôi và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. Chúa há sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài há chẳng còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ Ngài há dứt đến mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao? Đức Chúa Trời há quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài há có khép lòng thương xót ư? Tôi bèn nói, đây là tật nguyền tôi, nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Đấng Chí Cao. Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa, cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, suy gẫm những việc làm của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh, có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân sự Ngài, tức là con trai của Gia-cốp và của Giô-sép. Hỡi Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa, các nước đã thấy Chúa bèn sợ, những vực sâu cũng rúng động. Các mây đổ ra nước, bầu trời vang ra tiếng và các tên Chúa bay đây đó. Tiếng sấm Chúa ở trong gió chốt, chớp nhoáng soi sáng thế gian, đất bèn chuyển động và rung rinh. Con đường Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu bước Chúa không ai biết đến. Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn mà dẫn dắt dân sự Ngài như một đoàn chiên. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài.
Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.